Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Chặng đường tình yêu của Lưu Khải Huy và Dương Mịch quen biết nhau khi đóng bộ phim Như Ý năm 2011 đến ngày 8 tháng 1 năm 2012. Lưu Khải Huy lần đầu tiên công bố mình hẹn hò trên trang mạng cá nhân, sau đó Dương Mịch cũng chính thức thừa nhận tình cảm với người đồng nghiệp Hồng Kông. Hai năm kỷ niệm ngày chính thức mối quan hệ cũng là thời điểm diễn ra một đám cưới như gọi là giản dị so với các đồng nghiệp, nhưng đầy màu sắc cổ tích. Trước đó, cả hai người đều phủ nhận lý do cưới là do Dương Mịch mang bầu, chỉ đến khi đám cưới xong xuôi, Lưu Khải Huy mới chính thức công bố trên trang cá nhân Dương Mịch đã mang thai hơn 3 tháng, qua giai đoạn kiêng kỵ không bàn chuyện có thai theo phong tục truyền thống người Hoa. Có thể thấy, chưa bao giờ cặp đôi đánh mất quyền định hướng dư luận về tình yêu của mình. Điểm lại thời gian trước đó, vào đầu năm 2010, Dương Mịch ở Hoàng Điếm để tham gia bộ phim Cung Tỏa Tâm Ngọc. Trùng hợp lúc đó một người bạn của chị đang tham gia phim Đại Đường Nữ Tướng Phản Lê Hoa, nên Dương Mịch thường tranh thủ lúc rảnh rỗi cùng đi ăn cơm. Trong một bữa ăn chung, người bạn này đã giới thiệu Lưu Khải Huy với Dương Mịch. Lúc đó nhờ người bạn, Dương Mịch chỉ biết anh chàng này lớn hơn mình 12 tuổi, là con trai nam diễn viên gạo cội của Hồng Kông là Lưu Đan, sang Đại Lục để phát triển sự nghiệp. Tuy vẻ đẹp trai của Lưu Khải Huy cũng gây được ấn tượng, nhưng xét về danh tiếng, anh hầu như chưa được biết tới ở Đại Lục. Hơn nữa, thời điểm đó, Dương Mịch cũng có khá nhiều người theo đuổi, nên chị cũng không mấy để tâm. Tháng 2 năm 2011, Cung Tỏa Tâm Ngọc được phát sóng và trở thành một trong những bộ phim hot nhất thời điểm đó. Dương Mịch cũng nổi lên trở thành tiểu hoa đán mới của Trung Quốc, và đặc biệt, sau hiệu ứng lớn mà bộ phim tạo ra, Dương Mịch thường được ghép đôi với nam diễn viên Phùng Thiệu Phong cùng tham gia diễn chung. 4 tháng sau, Dương Mịch tham gia Như Ý, đóng cùng Lưu Khải Huy vào vai nam chính. Trong suốt thời gian quay, Lưu Khải Huy rất ít nói chuyện với Dương Mịch. Anh chỉ yên lặng ngồi một chỗ để nhìn ngắm Dương Mịch. Cũng trong thời gian này, Dương Mịch phát hiện ra Lưu Khải Huy rất có tài, nhưng vẫn không gặp may. Vì chuyện này mà nàng Tình Xuyên quyết định giúp bạn diễn của mình phát triển sự nghiệp, bao gồm giới thiệu anh vào công ty quản lý của mình. Cùng chung công ty, chia sẻ và hỗ trợ về nghề nghiệp, họ cảm mến nhau lúc nào không biết. Thành công của vai diễn Mạt Thiệu Khiêm trong Thiên Sơn Mộ Tuyết khiến Lưu Khải Huy có thêm dũng khí để quyết định tỏ tình với Dương Mịch. Tháng 11 năm 2013, Lưu Khải Huy gọi điện thoại cho Dương Mịch và trò chuyện suốt 2 tiếng đồng hồ. Đột nhiên, anh chàng thay đổi nội dung câu chuyện và hỏi Dương Mịch: "Em làm giáo viên dạy tiếng phổ thông cả đời cho anh, cờ nờ anh làm người bảo vệ em suốt cuộc đời này được không?" Dương Mịch liền trả lời: "Em chờ anh nói mấy câu này đã lâu rồi." Khi bắt đầu tình yêu, danh tiếng và sự nghiệp của Dương Mịch có phần nổi trội hơn so với Lưu Khải Huy, nhưng cả hai đều đồng tâm hiệp lực vun vén tình cảm và hỗ trợ về sự nghiệp cho nhau. Trong quá trình yêu nhau, nhiều lần cả hai đã tung ra bộ ảnh hẹn hò, những bộ ảnh chụp chung đầy ngọt ngào để chia sẻ với công chúng, vừa là biện pháp để hâm nóng tình cảm và cũng khiến công chúng hiểu, ủng hộ họ nhiều hơn. Việc chăm chút cho ngoại hình và tạo dáng đã cân bằng đáng kể về mặt hình thức, xóa nhòa ranh giới tuổi tác 12 năm của họ. Dù đã bước sang tuổi 40, nhưng Lưu Khải Huy vẫn rất phong độ và nam tính, vừa mang nét thanh xuân của chàng trai 20, vừa có sự chín chắn của người đàn ông trưởng thành. Còn Dương Mịch thì càng ngày càng đằm thắm và quyến rũ, lại rất thời trang dù theo đuổi phong cách nào. Khác với các cặp đôi khác tránh làm việc chung, Dương Mịch Lưu Khải Huy vẫn thường xuyên phủ sóng màn ảnh để chứng minh họ yêu trong phim cũng như yêu ngoài đời, thủ vai cặp tình nhân Như Ý Đàm Minh Khải trong bộ phim Xe Duyên mang tên Như Ý. Cả hai có rất nhiều cảnh thân mật ngọt ngào. Huy Mịch thừa nhận họ đã rung rinh trước đối phương sau những màn gần gũi trước ống kính như thế này. Dương Mịch là con gái cưng của một gia đình nề nếp. Khi biết con gái hẹn hò với người đàn ông hơn con mình một con giáp lại chín, chắn, thấu hiểu công việc của chị nên cha mẹ rất hài lòng. Với Dương Mịch, Khải Huy là người sớm có trách nhiệm, thương yêu bố mẹ, làm việc chăm chỉ, nhiều tài năng. Chị bộc bạch: "Tôi yêu anh ấy không chỉ vì đó là một người đàn ông xuất sắc mọi mặt, mà còn vì cả hai rất hợp nhau." Dương Mịch là con người của công việc, cô ấy sẵn sàng dành tất cả cho nghệ thuật. Thực tế thời gian cô ấy ở nhà còn ít hơn trên phim trường, khiến mẹ chồng không hài lòng. Nguồn tin cho hay, vì sao Dương Mịch lại quyết định kết hôn 5 năm với Lưu Khải Huy
trong khi cô chỉ muốn đóng phim. Dương Mịch chia sẻ, nếu không phải vì có con gái ngoài ý muốn, tôi cũng không lấy anh ấy. Sau ly hôn, mối quan hệ đôi bên càng trở nên căng thẳng với việc tranh chấp quyền nuôi con. Dịp Tết vừa qua, Dương Mịch muốn đón con về nghỉ lễ bên nhà ngoại, nhưng không được gia đình chồng cũ đồng ý. Trái với chồng cũ, Dương Mịch vẫn là ngôi sao đỉnh đám nhất nhì Spirit, liên tục góp mặt trong các dự án phim nổi tiếng. Người đẹp từng dính tin đồn hẹn hò đàn em kém 3 tuổi Ngụy Đại Huân, nhưng ngay sau đó, hai người đã lên tiếng phủ nhận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.